的光，疑惑事太多，给谎言装饰多好看，如幻觉，谁像被骗吗？闪烁连天网盖尘灰，得知离开消失感觉，留下爱，遗憾亦太多。Cô giới băng chết người rồi. Lúc đó đột nhiên tôi nghe tiếng chát chúa, lỗ tai đau lắm. Luôn cả mắt kiến của tôi cũng bị bể. Tôi là thanh tra cao cấp thuộc tổ điều tra ma túy Mã Quốc Anh. Cảm ơn anh. Tôi nghi ngờ chúng có thể nạn nhân giống ma túy trong người. Trên túi hồ sơ có dấu vết của chị ký này. Chúng ta cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ manh mối nào. Thực tế các người đã lớn sân rồi. Trên cây đánh bóng chày dùng để tấn công Dương Chính Hồng có hai dấu vân tay. Một dấu là của nạn nhân, dấu còn lại là của Madame Mã đây. Tôi hy vọng Madame Mã theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Cảm ơn cô. Hợp tác gì chứ? Để coi lát nữa cô sẽ hợp tác cùng chúng tôi như thế nào. Phải nói làm ơn. Tôi biết. Nhưng bây giờ cổ là nghi phạm, đương nhiên phải đối xử với cổ như tội phạm vậy thôi. Ê sếp à, sao hả? Có phải đã chuẩn bị xong cùng Madame vô trọng không? Nè sếp à, lát nữa vô trọng, sếp không cần khách sáo với cổ đâu. Càng sắc bén thì càng tốt. Hỏi cho cổ á khẩu luôn vậy mới đúng. Nhất định ép cổ vào đường cùng, buộc cổ phải khai hết mọi chuyện. Madame nói chuyện này NB phải bảo mật. Tôi không muốn Madame Mã vô vào chuyện này làm cái cớ không chịu khai gì hết. Cho nên toàn bộ quá trình hỏi cung tôi không muốn vô trong đó, cũng không cần phải ghi hình. Vậy nghĩa là sao? Tức là hai người có thể chập mắt nghỉ ngơi. Hôm nay liên quan đến vụ án Dương Chính Hồng bị giết, có một số vấn đề muốn nhờ cô giúp đỡ. Cô cũng biết do luật bảo mật của NB, tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Tôi biết trước là cô sẽ nói như vậy. Tôi không hiểu cách làm việc của các bộ phận khác trong sở cảnh sát, cho nên quá trình nói chuyện lần này chỉ có tôi và cô. Tôi đã căn dặn các anh em đối thoại giữa chúng ta sẽ không có ghi hình, cho nên tôi hy vọng Madame có thể hợp tác. Các người đừng phí thời gian nữa, thực tế là các người đã đi sai hướng rồi. Nếu không điều tra thì làm sao biết hướng này có đúng hay không. Cô cũng là một nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm, nếu cô tìm được manh mối nào đó tôi tin chắc cô cũng kiên trì bám theo điều tra đến cùng. Tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật, hy vọng cô hiểu. Vậy cô muốn biết điều gì? Trước khi Dương Chính Hồng chết từng bị đánh bằng gậy bóng chày, tại sao trên cây gậy đó có dấu tay của cô? Vì cây gậy đó một ngày trước khi Dương Chính Hồng bị giết chết là tôi mang đến tặng cho ảnh. Tặng cho ảnh? Hai người có quan hệ gì, quen nhau bao lâu rồi? Câu hỏi này liên quan đến NB chúng tôi. Đây là một vụ giết người, là vụ án của tổ trọng án chúng tôi, không liên quan đến NB. Cô làm ơn trả lời rõ ràng. Tôi và Dương Chính Hồng đã quen biết 2 năm. Tôi và ảnh chỉ đơn giản là quan hệ giữa nhân viên cảnh sát và người chỉ điểm. Nếu chỉ là người chỉ điểm của cô, tại sao cô lại tặng quà cho ảnh? Alo Thẩm hả? Madame Lương đâu? Quý đã làm việc. Không, cô nói là tới nhà đối quý tìm chiếc cớ mà. Sao lại quỷ bỏ vậy? Tóm lại là ly kỳ hấp dẫn, dài dòng lắm. Madame bận vô cùng, bây giờ đang lo hỏi cung Madame Mã ở NB. Madame Mã? Sao vậy? Thì ra gậy bóng chày dùng để tấn công Dương Chính Hồng có dấu tay của cổ. Công chừng đêm mai cổ sẽ thành nghi can giết người. Ok, có gì thì anh gọi cho tôi nghe. Cũng được, bye bye. Bye bye. Cậu Cương, có dao đọc giấy không? Đọc giấy? Nè, kéo đi. Ê trời, nguy hiểm quá, muốn đâm chết người ta hả? Ờ, xin lỗi, vậy thì không được đâm trúng cô. Cảm ơn cậu. Cậu Cương, lấy hồ sơ gậy bóng chày của Dương Chính Hồng cho tôi. Dạ. Có phát hiện gì mới không? Cũng nhờ cô đó. Có một chuyện tôi nghĩ mãi không hiểu, tại sao Dương Chính Hồng lại mạo hiểm tính mạng để làm người chỉ điểm cho cô?
Thứ nhất, trong người của ảnh có ma túy. Nếu ma túy lưu lại trong người ảnh hơn mười mấy tiếng đồng hồ hay là bị rò rỉ, ảnh sẽ mất mạng. Thứ hai, ảnh làm việc cho Đới Quý. Nếu để Đới Quý biết ảnh là tay trong, chắc chắn ảnh sẽ gặp tai họa. Nhưng Dương Chính Hồng cũng tiếp tục giúp cô. Nếu nói ảnh là tay trong, tôi cũng hiểu phần nào. Nhưng mà Dương Chính Hồng chỉ là một tên cò bán thuốc lắc thôi. Có khi nào là ai đó nôn nóng lập công phá án, ép buộc Dương Chính Hồng làm việc không? Dương Chính Hồng muốn rút lui, nhưng người này đã dùng thủ đoạn bất chính ép ảnh, cuối cùng lỡ tay giết ảnh. Tôi không có giết Dương Chính Hồng. Điều duy nhất tôi có thể nói cho cô biết, đó là tất cả những gì Dương Chính Hồng làm hoàn toàn do ảnh tự nguyện. Vậy tại sao anh lại giúp cô đến bất chấp mạng sống chứ? Cô đang lãng phí thời gian của mọi người đó. Vào đi. Madam, sếp đã có chuyện tìm cô. Madam Lương, có thể xin cô bớt chút thời gian không? Chúng ta qua phòng bên nói đi. Anh nói xin tôi chút thời gian, có phải vụ này có tiến triển mới không? Phải nói là tôi đến tìm cô, chỉ muốn giúp cô đỡ tốn chút thời gian thôi. Tôi đã trao đổi điện thoại với anh Thẩm, có lẽ Madam Mã không phải là nghi can mà cô muốn tìm. Cô coi đi. Tôi đã coi kết quả vân tay trên gậy bóng chày của Dương Chính Hồng. Ví dụ cây viết này là gậy bóng chày, vân tay ngón cái của Madam Mã đã in trên đầu gậy bóng chày, tức là vị trí này. Với tư thế cầm gậy bóng chày này của cổ, tuyệt đối không phải là động tác tấn công, mà là cầm gậy bóng chày đưa cho người ta. Madam Mã cũng nói cây gậy bóng chày này là của cổ tặng cho Dương Chính Hồng. Bây giờ chứng cứ và lời khai đều trùng khớp, có lẽ Madam Mã vô tội. Đơn giản vậy thật sao? Nhiều khi vị trí xuất hiện vân tay còn quan trọng hơn vân tay nữa. Bây giờ chứng cứ đã thay đổi, hướng điều tra cũng phải thay đổi theo. Xin lỗi Madam Mã, tôi không có gì để hỏi, cô có thể đi. Cảm ơn cô. Mới đó tổ trọng án đã làm sáng tỏ chuyện này rồi sao? Hiệu quả làm gì cũng cao lắm, vất vả quá. Nhưng cũng phải cảm ơn sếp Cao đã giúp đỡ. Cảm ơn. Anh tan sở rồi, cùng đi ăn đi. Xúc xích Tây Ban Nha. Nè, mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa sẽ có thêm những món khác. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều nha cậu Khương. Không ngon có gì. Lắm, loại xúc xích mà mình thích nhất đây. Thinh Thinh à, em ăn nhiều quá coi chừng bị mập ú. Lúc đó mặt sơ rê không vừa, cậu Thâm sẽ chạy trốn cho mà coi. Vậy anh ăn đi. Lại nhét cho anh. Nè, anh làm ơn rảnh rỗi nhắc cổ giùm em đi. Em thật sự sợ trước khi đến ngày làm lễ cưới, cổ đã phải đi giảm cân rồi. Không có thể như vậy đó. Sao vậy Tiểu Nhu? Đang nghĩ về vụ án hả? Phải. Bây giờ điều tra được vụ của Dương Chính Hồng không liên quan đến Madam Mã, có nghĩa là manh mối đã mất rồi. Còn vụ án của Trần Tử Thành ở quán rượu, tôi đã điều tra lai lịch của 13 người chơi đánh trận đó, họ hoàn toàn trong sạch, không có khả nghi. Ngoại trừ Lưu Sang Sang nói là nghe có tiếng chát chúa, lỗ tai bị đau, những người còn lại đều không có vấn đề gì. Không biết có liên quan không? Liên quan tới chị? Cái gì chứ? Không phải sao? Ai đã kêu ba và bác Thông cùng qua đại lục hả? Và chị nào đó sẽ nấu cơm nấu canh chăm sóc thằng em này chứ? Cuối cùng thì sao hả? Cuối cùng tất cả đều bắt em làm hết, nấu cơm nấu canh, giặt luôn đồ cho chị, lau nhà nữa. Nếu không liên quan tới chị thì liên quan tới ai đây? Em có cần kể tội chị trước mặt mọi người không? Có cần giúp gì không? Sao lách? Chị làm đi. Bóp. Nè nè nè. Cái gì? Nè, cho mọi người chơi cái này nè. Có nghe được không? Nghe cái gì? Để em cho mọi người thêm một cơ hội nha. Sao hả? Phát rồi đó. Phát cái gì chứ? Tiếng tít tít tít. Đúng đó, chỉ có anh và tôi nghe được. Thì ra ở đây chỉ có tôi và anh chưa quá 25 tuổi. Chúng ta còn trẻ mà. Mọi người đang chơi trò gì vậy? Tiểu Như, qua đây. Nè, ngồi đi chị. Em cho chị chơi nè. Nè. Sao hả? Có gì đâu, như lỗ tay hơi đau một chút. Em đang chơi nhạc chuông tần số cao phải không? Thông minh, em mới tải về thôi. Đây là nhạc chuông tần số cao mà lớp trẻ bây giờ chuộng nhất. Được cái là khi vào lớp, giáo viên sẽ không nghe được. Nè, con người rất nhạy cảm với tần suất âm thanh trên 2000 MHz. Tần suất của nhạc chuông này đạt từ 8000 đến 10000, cho nên không phải ai cũng nghe được. Ốc tai của con người có hình xoắn ốc. Phần gần tế bào gồm âm thanh nhất là tế bào xử lý tần số cao. Phần phía sau là tế bào xử lý tần số thấp. Khi âm thanh tần số cao truyền vào ốc tai, trước tiên sẽ sinh ra xung động với tế bào thần kinh màng tai tần số cao,
Nhưng khi mỗi một người tiếp nhận những phản ứng tần số cao này đều có biểu hiện khác nhau, nó sẽ suy thoái theo tuổi tác và ảnh hưởng tạp âm, cho nên không phải ai cũng có thể nghe được âm thanh tần số cao này đâu. Trái lại, nếu bị ảnh hưởng bởi gen di truyền, có những người có thể phản ứng đặc biệt nhạy cảm về chuyện này. Hay cũng ngộ thiệt ha, đem tải về chơi thử coi. Anh khuyên em không nên chơi, nghe những âm thanh này nhiều quá sẽ làm tổn hại tới ốc tai và tế bào màng nhĩ, như vậy không tốt. Em đừng nghĩ bản thân không nghe được thì không có gì. Thực ra trong quá trình đó sẽ làm tổn thương đến những tế bào khác trong ốc tai của em, sẽ dẫn tới ù tai và nhức đầu, thậm chí còn ảnh hưởng tới giấc ngủ và thính giác. Nếu nghiêm trọng hơn nữa, không chừng sẽ dẫn tới đường đột tạm thời. Nguy hiểm vậy sao? Thôi em không chơi nữa đâu, để em xóa nó đi. À Tiểu Nhu à, lúc nãy em nói cô Lưu Sang Sang đó nghe có tiếng chát chúa và đau tai mà. Phải. Không lẽ có liên quan tới tần số cao này, có thể làm thí nghiệm với cổ. Alo, Thẩm hả? Anh tìm Lưu Sang Sang chơi đánh trận giùm tôi. Cô Lưu à, bây giờ chúng tôi làm một cuộc thí nghiệm rất đơn giản với cô. Nếu lát nữa cô nghe được tiếng gì, cứ nói với chúng tôi là được rồi, cô hiểu chưa? Được. Vậy bắt đầu nghe. Sao hả cô Lưu? Có nghe được tiếng gì không? Tôi chỉ nghe có tiếng o o. Có phải cũng giống như tiếng o o lần trước cô nghe ở sân đánh trận không? Phải. Vậy cô có cảm thấy nhức lỗ tai giống như lần trước không? Điều này thì không. Hay là chúng ta thử lại lần nữa đi. Nếu cô cảm thấy nhức lỗ tai thì nói cho chúng tôi biết. Đau quá. Giống y như tiếng đó vậy. Cô Lưu, bên đây. Là 17.000 sao? Cái gì có tần số cao như vậy chứ? Chứ có khả năng là con chó. Chết rồi. Ở đây đã là hiện trường gây án, bất ai cũng không được rời khỏi. Số lượng có hạn đó. Nè, đứng lại. Nữa. Chúng tôi tìm được cái này ở sân đánh trận của anh. Chúng tôi nghi ngờ đây là súng hơi đã giết chết Trần Tử Thành. Chính con chó này đã dẫn chúng tôi đi tìm. Con chó này có vẻ như đã được huấn luyện. Anh nuôi à? Chó gì chứ? Xung quanh đây thiếu gì chó? Các người tìm được con súng ở đây, đâu có nghĩa là tôi đã giết người. Anh làm gì căng thẳng vậy? Có phải anh và Trần Tử Thành có xích mích gì không? Gì chứ? Lần trước anh tới chơi đánh trận làm hơn cây súng, không chịu đời mà còn hung hăng quát nạt, nên chúng tôi có cãi giả vài câu. Chỉ tại sao lần trước hỏi anh không chịu đó? Tôi tưởng không quan trọng nên không nhắc tới thôi. Tôi biết luận đó nha, các người không có chứng cứ, không có người bắt tôi đâu. Hai người biết nó mù, đừng có cho nó làm nữa. Hai người muốn phá sập chỗ này của tôi sao? Sếp, madam, hai người cũng thấy tôi bận rộn lắm, tôi đi nghe điện thoại cái đã. Chó này là ở đây nuôi sao? Tên là gì? Một con tên là Đậu Đỏ, một con tên Đậu Xanh. Nhưng con Đậu Đỏ chết rồi. Ngoài việc chúng nghe lời của anh, chúng còn nghe lời ai nữa? Anh có biết ai đã huấn luyện chúng không? Tôi không biết. Thông thường chó ở đây đều do chủ và đám nhân viên chúng tôi chăm sóc. Ngoài ra khách cũng có thể chơi với chúng.
Có ai huấn luyện chúng hay không thì tôi không rõ. Vậy anh có thấy mấy người ở trong hình này hay không? Hai người này thì tôi chưa thấy. Còn người này là khách quen. Nhưng mà bình thường tôi chỉ đưa súng cho ảnh thôi. Khi ra ngoài chúng tôi không có liên lạc. Hôm xảy ra vụ án, anh có thấy người nào khả nghi hay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Hôm đó tôi bị té ở ngoài nhà bếp, luôn cả mắt kiến cũng bị bể, tay cũng dơ hết trơn, nên tôi vô toilet rửa tay. Đến khi cảnh sát tới gõ cửa, tôi mới biết xảy ra chuyện thôi. Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Toilet nam ở đâu? Ở bên này nè. Cảm ơn. Tính à, đứa đó làm gì nữa, mà làm việc đi. Dạ. Cậu đó, nhanh lên đi, phiền phức quá. Cưng à, chị sẽ mang khẩu súng này tới tổ giám định vũ khí. Vậy em lấy đạn chì về xét nghiệm. Sếp Cao à, trong đạn chì này xét nghiệm được có chứa chất derit hypoliatin, thuốc trừ sâu. Sếp Cao, kết quả của tổ giám định vũ khí đã có rồi. Hồi xuống hôm mà chúng ta tìm được ở sân đánh trận, quả lực đạt tới 20 joule, tuyệt đối đủ để sát thương hay giết người. Tổ giám định cũng kiểm tra khẩu súng nhưng không tìm được bất cứ dấu vân tay nào. Hung thủ biết dùng túi ni lông đựng khẩu súng này, còn gọi con chó tới thà đi. Không lẽ lại bất cẩn để lại dân ta? Chặt chẽ lắm. Cho dù chặt chẽ thế nào cũng phải có kẻ hở. Hai người còn nhớ thế nào gọi là định luật Rogers không? Phạm là hai vật thể tiếp xúc sẽ nảy sinh hiện tượng dịch chuyển lẫn nhau, tức là sẽ mang cái gì đó đi và cũng để lại cái gì đó. Là thần tượng của sếp, sư phụ pháp chứng Rogers đã nói. Đúng vậy, vật chứng sẽ dịch chuyển, chứng cứ nhỏ nhặt cách mấy cũng không thoát khỏi kỹ thuật tối tân. Ok, cảm ơn anh, bye bye. Bên pháp chứng đã chứng minh trên khẩu súng có chút manh mối. Chúng ta có thể lên đường bắt người. Yes, madam. Đã xanh hà xong rồi. Ngoan lắm, được không? Ông Lý Trung Tính, đây là lệnh khám xét của tòa án. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ nghi ngờ ông có liên quan đến vụ giết chết Trần Tử Thành. Thì ông theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Không lẽ các người thấy tôi có đạn chì thì nói tôi giết người sao? Đương nhiên không chỉ là đạn chì, còn có khẩu súng hơi mà ông đã thay đổi thành 20 viên. Hôm đó ông đã cầm khẩu súng hơi này trốn trong căn chòi ở sân đánh trận, chuẩn bị bắn chết Trần Vũ Thành. Nhưng phát thiên nhất ông bắn hụt, ông đã bắn trúng Diệp Chí Văn, cho nên ông bắn phát thứ hai mới có thể trúng Trần Tử Thành. Tôi nói vậy, các người chỉ tìm được khẩu súng, chưa chắc là của tôi. Chúng tôi tìm được đạn chì trong người của Trần Tử Thành và trong khẩu súng hơi tìm được. Cả hai đều có thành phần thuốc trừ sâu. Thông thường thuốc trừ sâu dùng để đánh cá, nếu không thì dùng để trừ sâu trong khi trồng rau hữu cơ. Ngoài ra nó còn có thể diệt trận cho chó. Ông mê chó như vậy có lẽ có biết thói quen của con chó, đó là chúng rất thích sau khi tắm xong sẽ rửa sạch nước trên người. Nếu dùng thuốc trừ sâu xức cho đậu xanh, có lẽ trong căn nhà này sẽ chứa đầy thuốc trừ sâu. Tôi nghĩ đàn chì ở đây cũng bị nhiễm thành phần thuốc trừ sâu tương tự. Tôi không có giết người. Hôm xảy ra vụ án, cảnh sát các ông đã tìm được tôi trong toilet. Còn khẩu súng thì tìm được ở cái hang bên vực núi. Khoảng cách xa như vậy, tôi làm sao có thời gian bỏ khẩu súng rồi quay lại đây chứ? Đơn giản thôi. Bởi vì ông có đồng phạm. Sếp Cao, em tìm được cây còi chó trong phòng ngủ của anh ta. Tôi có thể khẳng định trên cây còi chó này nhất định có ADN của ông. Ông dùng cây còi chó này để điều khiển con chó. Thật ra từ đầu ông đã huấn luyện con chó chuyển khẩu súng đi giùm ông, bởi vì ông biết ở đây có rất nhiều chó. Thực tế không có người nghi ngờ. Nhưng ông không ngờ, hôm đó trong sân đánh trận có một người có phản ứng với âm thanh tần số cao. Khi ông thổi cây còi chó này, cậu không chỉ nghe tiếng o o mà còn cảm thấy nhức lỗ tai nữa. Cho nên hôm đó sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã lập tức ở sân khi bên chạy qua, nhưng cũng không tìm được hung khí. Nhưng hôm xảy ra vụ án tôi làm bể mắt kiến, tôi bị cận thị rất nặng. Nếu không đeo kiến cũng giống như bị mù vậy, tôi làm sao nhắm bắn chính xác được. Ông cũng thông minh lắm. Hôm xảy ra chuyện, ông đã diễn một màn kịch rất hay cho tất cả mọi người thấy ông làm bể mắt kiến, để mọi người tưởng đâu ông bị cận thị nặng không nhìn thấy gì. Thật ra ông thấy rõ vô cùng, bởi vì ông đã đeo mắt kính áp tròng. Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Toilet nam ở đâu vậy? Ở bên kia. Cảm ơn.
sau khi ông giết người, tưởng đâu bỏ mắt kính áp tròng thì không có ai biết. Nhưng ông quá bất cẩn, một trong hai cái đã dính lại trên lỗ thoát nước từ đầu cửa. Cảnh sát đi, mở cửa, có ai không? À, tới liền, tới liền. Hay là để chúng tôi đo mắt cho ông luôn, để coi độ cận và độ cong trên mắt kính áp tròng mà tôi lượm được có trùng khớp với ông chứ. Còn nữa, có lẽ trên mắt kính đó có ADN và nước mắt của ông. Ông không thể chối cãi được. Phải, tôi có xài còi chó, tôi có đeo mắt kính áp tròng, nhưng cũng không có nghĩa là tôi giết người. Khẩu súng có trên tay của tôi sao? Anh chuẩn bị rất chu đáo, đeo luôn găng tay. Khẩu súng làm gì có trên tay của anh? Nhưng mà chúng tôi cũng có thể chứng minh anh chính là hung thủ. Chính vì anh đeo kính áp tròng nên anh đã bị nó tố cáo. Người mới đeo kính áp tròng đều cảm thấy khó chịu ở mắt, nên thường xuyên phải dùng tay của mình, vô tình để nước mắt dính ở trên găng tay, rồi dịch chuyển lên khẩu súng hơi. Chúng tôi tìm được ADN nước mắt của anh dính trên vị trí bất còn. Tôi phải chứng minh anh là người cuối cùng nổ súng. Bây giờ anh không thể chối cãi, Trần Tử Thành chỉ là một khách hàng bình thường ở sân đánh trận này. Thật ra hai người có thù hằn gì mà lại lạnh lùng giết chết Trần Tử Thành? Kẻ lạnh lùng không phải là tôi, là Trần Tử Thành đó. Luôn cả con chó hắn cũng không buông tha. Mỗi lần tới đây chơi đều tìm chó thử súng, bắn đến chúng bị thương. Đậu đỏ, đậu đỏ. Tôi biết tôi bị cận thị nặng, không có mắt kiến thì không thấy gì hết. Từ nhỏ tới lớn, ai cũng cười tôi là hiệp sĩ mù, ai cũng chế giễu tôi, ăn hiếp tôi. Nhưng tôi đã quen rồi, tôi không có bạn bè cho đến khi tôi tới đây làm. Sống cùng với đậu đỏ và đậu xanh thì tôi mới biết ai thực sự là bạn của tôi. Lúc tôi vui, chúng cùng tôi chạy khắp núi. Lúc tôi buồn, chúng sẽ ngoan ngoãn ngồi đây nghe tôi nói chuyện. Tôi nói gì chúng cũng nghe hết. Tôi thật sự coi chúng là bạn thân của tôi. Chúng cũng có cá tính lắm, tại sao những người đó không có nhân tính chứ? Mạng của chúng là mạng, còn của đầu đỏ không phải là mạng sao? Sao chúng giết đầu đỏ mà vẫn được yên thân chứ? Tình khốn đó chết cũng đáng lắm. Tôi và đậu xanh chỉ trả thù cho đậu đỏ thôi. Bây giờ anh phải ở tù, từ nay ai sẽ chăm sóc cho đậu xanh đây hả? Từ nay tôi không thể chăm sóc cho mày nữa. Mày nhớ nghe lời của anh Bôn nghe. Thắm à, hả? Tôi muốn tới chỗ bác sĩ Cổ. Madam Lương, ông dịch chiếc chân này nói có chuyện muốn tìm cô. Madam. Ủa, xuất hiện rồi à? Không sao chứ? Không có gì, bác sĩ đã khám cho tôi rồi. Nè, vậy thì hay lắm. Hung thủ giết chết Trần Tử Thành và bắn anh bị thương, chúng tôi đã bắt được rồi. Thì ra là nhân viên làm việc ở sân đánh trận. Sở luật chính sẽ chính thức buộc tội anh ta giết người và sát thương. Sẽ có thể tới lúc đó phải phiền anh làm nhân chứng cho chúng tôi đó. Không thành vấn đề. Phải Madam, tôi muốn hỏi tôi có thể lấy lại chìa khóa tôi dùng cụ không? Bây giờ chìa khóa đó ở bên tổ pháp chứng, với lại chìa khóa đó phải dùng làm vật chứng trình tòa. Có thể tạm thời không thể trả lại cho anh. Nhưng tôi phải tranh thủ mở tủ dụng cụ để làm việc. Với lại đối với tôi mà nói, móc khóa đó là vật kỷ niệm. Tôi hiểu, nhưng xin lỗi anh, đây là trình tự luật pháp. Tóm lại khi vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh. Hy vọng anh thông cảm. Đành chịu thôi, tôi đành phải nhờ thợ mở khóa. Cảm ơn cô Madam. Không có gì. Không có gì. Tôi đi nha. Lần trước tôi có nói với cô, Dương Chính Hồng có một số vết thương, đợi vài hôm nữa mới hiện lên được. Lúc này có phát hiện mới. Phát hiện thứ nhất đó là trên mặt của Dương Chính Hồng có vết bầm mới, có thể thấy rất rõ ràng. Phát hiện thứ hai đó là trên lồng ngực của anh ta có một vết bầm, và vết bầm này có vẻ giống như là dấu giày. Còn nữa, lần trước chúng tôi có nói trên người của Dương Chính Hồng có vết thương có gậy bóng chày. Cô xem, tôi mới phát hiện thêm một số vết thương hình sợi dài. Cưng à, có thể cái vết xếp này được ném ra từ trong nhà, đem về xét nghiệm. Có
khi nào vết thương này là do cái ghế xếp gây ra không? Cũng có khả năng đó. Cái ghế để bên ngoài bị nước mưa tạt vào, cho nên dù có chứng cứ cũng có thể bị nước cuốn trôi. Thông thường thì chúng tôi sẽ cho xử lý sau. Chúng tôi sẽ xử lý những chứng cứ cần thiết trước. Nhưng nếu nhìn như vậy, vết bầm đó cũng giống ý. Ừ, vậy tức là cái ghế xếp này là một trong các hung khí. Nhưng tổ giám định đã xét nghiệm, trên ghế không có vân tay. Thật ra còn gì sót lại cơ. Đúng là con manh mối. Là bả tàu hủ. Cũng may bả tàu hủ bị sót lại ở mối nối, nếu không đã bị nước mưa cuốn trôi rồi. Cái này gọi là bí trường. Sao anh thẳng? Chuyện được về nhà của Viên Chính Hồng rồi à? Hôm đó khoảng 10 giờ Chính Hồng gọi điện về. Anh nói sáng hôm sau sẽ qua Mã Lai làm việc, nên qua hôm sau tôi và đứa con về Đại Lục. Cho đến hôm cảnh sát đưa tôi đi nhận dạng, tôi mới biết anh xảy ra chuyện. Cô Dương à, cô đừng buồn quá. Thật ra chúng tôi cũng rất muốn mau chóng tìm được hung thủ giết Dương Chính Hồng. Cô có biết ảnh có thù hằn gì, tại sao có người giết ảnh không? Tôi không biết. Trước giờ chồng tôi không nói cho tôi biết những chuyện bên ngoài của ảnh. Vậy cô có biết bình thường chồng cô có bạn bè gì không? Tôi chỉ biết anh có mấy bạn học cũ thời tiểu học. Vậy bình thường họ có qua lại hay cô có số điện thoại của họ không? Có một hôm tôi nghe chồng tôi nói họ sẽ tới trường đua, nhưng chưa bao giờ tôi gặp họ. Họ không tới đây tìm chồng cô sao? Không có. Chồng cô cũng thương gia đình lắm đó. Tôi biết anh ra ngoài kiếm tiền cực khổ lắm. Cũng vì căn nhà này, vì tôi và con. Bình thường anh về nhà luôn thích ngồi trên salon này, ôm đứa con coi tivi. Mẹ nhất định sẽ về. Mẹ hứa với con đưa con qua New Zealand cởi cửa mà. Mẹ đã. Xem ra quan hệ giữa Cổ và Dương Chính Hồng không chỉ đơn giản là người chỉ điểm cho cảnh sát. Sếp Cao. À, rảnh rỗi gì Madame Mã? Đạn chì có dính thuốc trừ sâu và tìm được nước mắt của hung thủ trên hung khí. Sếp Cao thật sự cho tôi nhìn thấy được khả năng phá án của pháp chứng. Tôi có thể giúp được gì cho cô không? Nghe nói dù của Dương Chính Hồng mọi người có manh mối mới. Phải. Chúng tôi tìm được cái ghế xếp bên ngoài căn nhà của Dương Chính Hồng. Phát hiện trên ghế xếp có dính bã tàu hủ. Chúng tôi kiểm tra rồi. Bây giờ cả Hồng Kông có khoảng 16 xưởng làm tàu hủ. Chúng tôi đã mang mẫu tàu hủ về làm xét nghiệm, để coi bã tàu hủ dính trên ghế xếp thuộc về xưởng nào. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ gửi cho tổ trọng án và MP của cô. Vậy tôi đợi tin của anh. Cảm ơn anh. Sao hả anh Thẩm? Madam, kết quả bả tàu hủ của tổ pháp chứng vừa mới gửi qua thì ra là của xưởng tàu hủ Tinh Hòa ở Cửu Long Thành. Vậy thôi được, bây giờ tôi lập tức. Cô đừng tới nữa, để tôi và cậu Thắng giải quyết được rồi. Tiểu Nhu à, xong chưa vậy? Mau ra đi. Được rồi, sắp xong rồi. Thôi được, khi mọi người điều tra được gì lập tức báo với tôi. Ok, bye bye. Bye bye. Chà, đẹp lắm Tiểu Nhu. Cô Lương à, cô mặc bộ váy này đẹp lắm. Coi bộ càng lốt cô càng mảnh mai hơn. Đương nhiên rồi, điều tra năng nổ như vậy đương nhiên là bị ốm. Nhưng mà thật sự là phải bóp em một chút. Không sao, thật ra cô vô mặt đẹp hơn là được rồi. Nhưng người đẹp đi với tôi cũng cần phải chân diện một chút chứ. Nè, lúc nãy tôi đã chọn cái kẹp này cho cô, để coi có hợp với cô không. À, xin lỗi. Chỗ này có sửa được không? Sao hả cơ? Vết máu đó là của Đông Ghe Tàu. Biết rồi. Cô điều tra được hắn ở Cửu Long Thành. Có phải ở gần xưởng tàu hủ Tinh Hoa không? Phải, đúng vậy. Được, cảm ơn em. Thẩm à. Sao hả Madam? Đã xác minh được vết máu trên người của Dương Chính Hồng là của Đông Ghe Tàu.
Vậy tức là trước khi Dương Chính Hồng chết đã xảy ra xô xát với Đông Ga Tàu. Vì vậy mục tiêu của chúng ta không phải là xưởng tàu hũ Tinh Hòa, mà là Đông Ga Tàu sống ở lầu 3 kế bên xưởng tàu hũ đó. Nghe đen thẩm, nhất định phải đem được Đông Ga Tàu về. Dạ rõ mà đó. Alo. Được, cảm ơn nhiều. Bà đang nhận được kết quả của tờ pháp chứng. Bà tàu hũ trên kế xếp thật sự là của xưởng tàu hũ này. Còn giấy báo trên cờ của Dương Chính Hồng đúng là của Đông Ga Tàu. Madam, cô nhìn xa trông rộng, từ đâu đến tới đây cái chuyện đó. Đông Ga Tàu và Dương Chính Hồng đều theo Simon kiếm ăn. Dạo trước Dương Chính Hồng có nói Đông Ga Tàu sống ở đây, tình cờ lại có xưởng tàu hũ ở kế bên. Tôi cảm thấy hắn nhất định có liên quan đến vụ này. Tôi không tin hắn không quay lại ổ của hắn. Tôi nhất định tìm được hắn. Tiểu Nhu à, tôi mặc bộ này có đẹp không? Cô Lâm, bạn của cô đâu? Xin lỗi nha, cho tôi hỏi ở đây mướn một bộ sơ rê bao nhiêu tiền một ngày? Đâu cái tàu kia? Đâu cái tàu? Tức thiệt, canh sáng giờ lại bị người ta chặn đầu. Cũng có gì chứ, đuổi theo. Đâu nghe tao, mở cửa. Mở cửa. Mở cửa mau. Sếp à, cửa sổ bị mở. Ngồi xuống đi. Từ đầu tôi đã biết là anh dở trò. Tôi là thanh tra cao cấp tổ điều tra ma túy Mã Quốc Anh. Có một số chuyện liên quan đến vụ án của Dương Chính Hồng muốn hỏi anh. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Nào là trọng án, nào là tổ điều tra ma túy, sao nể mặt vậy? Nè madam à, tôi là một công dân lương thiện đó, trong người không có gì cả. Cô coi, chuyện của Dương Chính Hồng liên quan gì tới tôi? Tôi không có gì để nói cả. Đông Ga Tàu đây nổi tiếng là đại lý ma túy, anh mà là công dân lương thiện, nếu phải thì khi bị cảnh sát đuổi theo anh đâu có cần trốn trong ngăn bí mật chứ. Nếu tôi xin lệnh khám xét, phá hết tường của anh, moi hết hàng của anh, không biết là anh sẽ xé bao nhiêu cuốn lịch đây. Nè madam, đừng đùa quá trớn nghe. Tôi muốn biết gì? Tôi muốn biết hôm Dương Chính Hồng chết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Thuốc lắc của Dương Chính Hồng có phải do anh đẩy cho ảnh không? Có phải hai người ăn chia không đều cho nên thủ tiêu? Nè không có à, cô đừng vu khống tôi không có giết ảnh. Cảnh sát tìm được bả tàu hũ dính trên ghế xếp trong nhà của Dương Chính Hồng. Tôi dám chắc là anh đã tới căn nhà đó. Phải, hôm đó anh có gọi điện thoại cho tôi, cho nên tôi tới đó gặp ảnh. Được rồi, tôi đã nói tới là tới mà. Đợi lát đi, là lối ôm xồm. Nè, có chừng đi. À, đang tới nè. Có phải anh đã dùng ghế xếp đánh Dương Chính Hồng không? Đúng là hôm đó tôi có cãi với ảnh, nhưng mà tôi không có đánh chết ảnh. Phải, hôm đó tôi đã lên trển để thu tiền thuốc lắc. Anh có cần ăn nhiều vậy không? Ba thuốc lắc tạp như vậy. Có một thằng uống vào xảy ra chuyện rồi. Nếu vụ này bại lộ, chúng ta sẽ chết chung với nhau đó. Có nghiêm trọng vậy không? Nó dốc sao? Chúng tin chứ gì? Vậy anh uống thử đi. Mày dám đánh tao hả? Tôi nghĩ là tôi có thể dùng ghế xếp đánh Chính Hồng, nhưng mà thật tình anh vẫn còn sống đó. Ê, tôi còn bị anh đánh phun máu nữa nè. À, còn nữa, tôi bị bầm hết trơn, cũng bị nặng lắm đó. Tôi không gạt hai người đâu, thật sự tôi không có giết người mà. Dương Chính Hồng đã chết, bây giờ chết không đối chứng, anh nói gì chẳng được. Ai, thiệt mà. Hôm đó sau khi tôi đi, tôi đón taxi tới Chim Sá Chủy. Tôi còn tới tiệm tạp hóa mua gói thuốc và thuốc sát trùng và băng keo nữa. Cái đó tới quán bar gặp bạn của tôi. Thật tình tôi không có quay lại giết ảnh. Nếu không tin nữa, các người cứ đi điều tra đi. Vậy anh có biết Dương Chính Hồng có kẻ thù nào không? Ê, ra ngoài làm ăn đương nhiên là có rồi. Nhưng mà nếu nghiêm trọng đến nỗi thủ tiêu người ta thì dạo này tôi không thấy. Chúng tôi tìm được một ký hàng trong bao tử của Dương Chính Hồng. Có nghĩa là trước khi ảnh chết, ảnh đã chuẩn bị một vụ làm ăn lớn. Ảnh chết đi chắc chắn là ai đó được hưởng lợi. Có khi nào đối thủ của các người làm không? Cô muốn nói dũng đá hả? Tôi không có nói, anh nói thôi. Này không phải madam,
Tôi tưởng đâu cô cũng nghi ngờ Dũng đá thủ tiêu Chính Hồng thôi. Mà không phải sao? Bây giờ tôi hỏi anh, không phải là anh hỏi tôi. Madam. Sao hả? Để hắn chạy thoát rồi. Chúng tôi lục hết rồi. Luca hẻm sau cũng tìm rồi, không thấy hắn. Madam Lương, cô năng nổ thiệt. Chúng tôi đã hỏi xong rồi, mọi người có thể đưa hắn về. Hả? Hỏi nữa hả? Hỏi lần nữa không được phải không? Lúc này anh trốn ở đâu vậy? Tìm mãi mà không thấy anh. Dạy hắn lên xe đi. Ê, cả hai cùng lúc nhận được kết quả pháp chứng liền tới đây. Chúng tôi còn đuổi theo lên nhà, vì mà cũng không bắt được hắn. Thế là bị anh bị bắt được. Chắc chắn là cô tìm được thông tin gì đó, cô nói cho chúng ta biết. Vì người ta chặt đầu như vậy, thực tình sẽ bị mất cụ. Sự thật bây giờ là chúng ta trễ hơn người ta một bước. Làm xong việc của mình mới tính đi. Bác sĩ Cổ. Sao hả? Ban ngày thì anh lo làm việc, ban đêm lại lo cho Dạ Thanh. Chừng nào anh mới quay qua nhìn em chứ? Em vừa nói, anh liền nhìn qua nè. Canh nấu xong rồi, mau ra ăn đi. Em vừa nói, anh liền lập tức ra uống. Nè, qua đi đã. Qua đây. Mau ngồi xuống đây đi. Em làm cái gì vậy? Tự nhiên lại mang giày cao gót đi ở trong nhà. Vậy là sao? Em phải cố gắng tập luyện. Lần trước đi chụp hình cưới với anh đó, em chỉ mang đôi giày 2 phân thôi, đã thấy không quen rồi. Bộ cực vậy sao? Nè, để anh phát xạ cho em nha. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em mang giày gót nhỏ như vậy đó. Lần trước trong lễ cưới của chị hai, em thấy chị mang giày cao gót đau lắm đó. Hễ chị bất cẩn dấp té hả? Xấu hổ lắm. Anh cũng đâu muốn cô dâu của anh lại dụng về đến đám cưới như vậy chứ. Cực như vậy làm cái gì? Bỏ giày cao gót này ra đi, đừng có mang giày cao gót nữa, thay đôi dép khác. Anh không thể để cho vợ của anh phải khổ sở như vậy. Anh đau lòng lắm. Không mang giày cao gót, vậy làm sao đám cưới đây? Không ai quy định đám cưới nhất định phải mang giày cao gót. Mang giày đát cũng được mà. Vì tình duyên giày đát của chúng ta sao? Nói sao cũng được. Nè, tới lúc đó anh sẽ mua một đôi giày đát đẹp nhất, độc nhất vô nhị trên thế gian này cho em mang. Vậy thì sẽ làm một lễ cưới giày đát chưa ai từng làm. Vậy thì được, thương vợ như vậy. Nếu không thương vợ thì cưới để làm gì? Đem đi mở cho. Kẻ tiêu diệt suốt ngày nói giúp người ta, tưởng đâu bản thân cao cả lắm, được cái miệng đánh thắng con gái của tôi mới tính. Hôm nào đông ngày xóa tài. Công ty phát triển nhanh gửi tới. Coi là cái gì vậy? Em đó có cảnh uống mà. Bây giờ em đi múc. Quang. Từ khi Simon bảo lãnh đông ghe tàu ra ngoài, tình thế đôi bên của Đế Quý và Dũng Đá trở nên căng thẳng. Trước là hai quán karaoke của Dũng Đá bị kiểm tra, kế đó mấy phòng tắm sauna của Đế Quý có người tới đâm chém gây rối. Tối qua nhà hàng của Đế Quý bị người ta phóng hỏa, tóm lại là phá hoại lẫn nhau, hỗn loạn vô cùng. Tôi đã biết trước rồi, nhưng bây giờ điều tôi muốn biết nhất là ai đã giết Dương Chính Hồng. Ai làm cũng được, hắn cũng không chạy thoát. Một là bị người ta thủ tiêu, hai là bị chúng ta bắt về. Đúng ra là muốn đánh sập tập đoàn ma túy Mã Lai hợp tác với Đế Quý, không ngờ Dũng Đá lại tới giành thêm phần. Cũng tốt, mặc cho chúng cấu xé lẫn nhau, đối đầu lẫn nhau. Vậy cũng phải, hai bên này bên nào bị hạ gục cũng đáng mừng. Có người làm một nửa công việc giùm chúng ta đỡ phải cực khổ hơn. Tên còn lại dù là Đới Quý cũng được, Dũng Đá cũng được, một trong hai tên sẽ tiếp tục hợp tác với phía Mã Lai. Chỉ cần chúng nhận được vụ làm ăn lớn, chúng ta sẽ liên kết với Interpol bắt người. Có lẽ hôm nay chúng sẽ làm gì? Dũng Đá coi tao không ra gì, đốt nhà hàng của tao, tao sẽ thiêu cả nhà của nó luôn. Chú à, từ đầu cô đã nghi ngờ là nó giết chết Chính Hồng rồi. Nè, rõ ràng chúng ta đã hẹn với đám Mã Lai hả? Chuẩn bị kiểm tra số hàng mà Chính Hồng đem tới. Ai ngờ Chính Hồng không tới, còn đám Mã Lai thì la lối ôm sòm. Mối làm ăn hơn cả 100 triệu này đã bị Dũng Đá cướp đi rồi. Chú à, chú nghĩ coi,
làm gì có thời gian trùng hợp như vậy? Phỏng lưng tay trời của chúng ta chứ. Không phải nó giết Chính Hồng thì còn ai vào đây nữa? Tao không giết chết thằng Dũng Đá đó, lấy lại mối làm ăn này. Tao không phải là Đế Quý. Ê, Đế Quý. Chà, rảnh rỗi ngồi đây uống trà chiều sao hả? Phải anh Dũng. Sao? Anh cũng rảnh quá ha. Ờ, phải. Vậy cũng phải ha? Gần đây karaoke của anh cứ bị người ta quét tới quét lui. Nhắc tới những chuyện buôn bán nhỏ đó, chuyện nhỏ thôi. Không kiếm được tiền, từ lâu tôi cũng muốn đóng cửa rồi. Nhưng anh thì khác nha. Chỉ có mấy chỗ để nhét kẻ răng vào. Well. Nè hỏi thiệt nha, nghe nói gần đây anh bị người ta phá dữ lắm phải không? Chuyện buôn bán lộ lạ đó tôi không quan trọng, vì đám anh em tình chịu thôi. Hết rồi. Coi như thua ván bài thôi mà. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Ê, hay lắm, hay lắm. Rót hai ly trà để tôi với anh Quý uống một ly cho anh hạ quả cái đã. Hả? Không cần, không cần. Tôi không dám nhờ. Làm gì khách sáo vậy? Xe tới rồi, xe xa lên được. Ờ, được. Xin lỗi nha, tôi tranh thủ đi bàn vô làm ăn lớn. Hai chú cháu hai người cứ tự nhiên uống trà, luôn tiện ăn bánh bao hả? Đi cẩn thận nha. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Bản mặt đắc thắng của nó, để coi chừng nào nó kết sổ. Ê, chú ơi, yên tâm đi. Cho dù có dao, có súng, có lựu đạn, con cũng chống đỡ tốt. Có chết là nó chết trước đó, yên tâm đi. Hoàng lắm. Ông à. Có chuyện gì? Ông để quên điện thoại. Của tôi. Lựu đạn, xin quên. Buông ra, buông ra. Buông ra, buông ra. Buông ra.